Kính thưa quý vị, đây là một tiết mục trao giải rất đặc biệt, là một giải thưởng đầu tiên và của Zin Music Award năm đầu tiên. Và kính thưa quý vị, trong tay Hoàng My đây là nhóm nhạc được yêu thích nhất của năm. Và My cũng rất hồi hộp, không biết là nhóm nhạc nào sẽ là nhóm nhạc được yêu thích nhất trong năm. Vì Music. Vâng, thưa quý vị, xin được chúc mừng nhóm V Music, mời các bạn lên sân khấu ạ. Những tràng pháo tay to hơn nữa để chúc mừng cho bốn chàng trai trẻ của chúng ta đã đạt được giải thưởng nhóm nhạc được yêu thích nhất của năm. Đây có lẽ là một trong những cái thành công đầu tiên của nhóm gặt hái được từ sự yêu mến của khán giả dành cho các bạn. Xin được chúc mừng nhóm V Music ạ. Bạn ơi, ủng hộ bằng những tràng pháo tay to và dài hơn nữa có được không ạ? Xin được cảm ơn các bạn. Đặc biệt của chúng ta, anh Lê Mạnh và Hoàng My. Bây giờ các bạn có thể chia sẻ với khán giả là cảm xúc của các bạn ngay bây giờ như thế nào? Nhóm V Music rất là hạnh phúc vì giải thưởng này. Xin cảm ơn. Cảm ơn và chúc mừng V Music. Và lời nói đầu tiên cho nhóm V Music, xin trân trọng cảm ơn đến tất cả những khán giả đã theo V Music từ trước đây tới bây giờ. V Music thật sự là rất là cảm động ạ. Và gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn fan của V Music ạ. Các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn V Music ạ. Chúc mừng các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Thanh Thảo đứng đây với vai trò là một nhịp cầu nối của chương trình. Nhưng không phải là Thanh Thảo chỉ đứng một mình mà Thanh Thảo còn có một người bạn đồng hành nữa. Và ngay bây giờ thì xin được tạm gián đoạn công việc MC một tí xíu. Thảo sẽ quay trở lại thành một fan của Zing Music. Và Thảo sẽ gõ bàn phím để chúng ta nhận thấy một giao diện rất quen thuộc với tất cả quý vị. Xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nhân vật rất đặc biệt trên màn hình này. Xin chào anh ạ. Xin chào, chào tất cả quý vị đang đến với một chương trình đặc biệt của chúng ta đêm nay bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Anh bạn ơi, nãy giờ anh đi đâu mà hình như là anh để khán giả mong đợi lâu quá rồi đó. Số bình chọn gửi về quá nhiều, tổng kết làm thế nào cho nó chính xác, cho nó kịp, cho nên là bây giờ thì mới đã có kết quả chính thức xong hết rồi. Thôi bây giờ thì anh hãy bắt đầu tiếp tục công việc của mình, chúng ta tiếp tục công bố với giải thưởng tiếp theo đi anh. Thưa quý vị, giải thưởng tiếp theo vô cùng quan trọng là giải Nam và Nữ Ca sĩ Triển vọng của Zing Music Award. Và những tràng pháo tay nồng nhiệt, quý vị hướng về màn hình để theo dõi đề cử nha. Vâng, thưa quý vị, những gương mặt nam nữ ca sĩ rất là xinh xắn. Không biết ai sẽ là người đạt được giải thưởng bình chọn ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì Thanh Thảo sẽ phải mời anh Thanh Bạch ra khỏi màn hình. Bằng cách nào thưa quý vị? Chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta sẽ phải download anh Bạch về. À, xin mời download và nhấn nút Enter ạ. Anh Bạch ơi! Anh Bạch ơi! Anh Bạch thường xuất hiện phải có nhạc mới được. Xin mời âm nhạc ạ. Một tràng pháo tay cho MC Thanh Bạch ạ.
lời chào đến tất cả quý vị các bạn có mặt trong đêm đặc biệt đêm nay. Quý vị ơi, cái giải âm nhạc mà quý vị vỗ tay như thế là không được. Mạnh lên, 2, 3, xin mời. To lên nữa ạ. Mạnh lên. Tuyệt vời, xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời ra sân khấu nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Zing Music Award và Hoa hậu thân thiện tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2008, Cao Thùy Dương sẽ cùng lên sân khấu. Thùy Dương và anh Đinh Trung Cẩn xin kính chào quý vị khán giả. Kính chúc quý vị khán giả một năm mới xuân Tân Mão an khang và hạnh phúc. Anh Đinh Trung Cẩn, anh có thể cầm dùm Thùy Dương chiếc cúp này để Thùy Dương có thể mở ba thư được dễ dàng hơn không? Được rồi. Cảm ơn anh. Và bây giờ rất là hồi hộp, Thùy Dương xin được vinh dự tuyên bố giải thưởng ca sĩ triển vọng. Nam ca sĩ triển vọng, xin chúc mừng ca sĩ Dương Triệu Vũ. Chúc mừng Dương Triệu Vũ. Và ngay sau đây, giải nữ ca sĩ triển vọng, xin chúc mừng nữ ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim. Xin được chúc mừng Vĩnh Thuyên Kim. Vâng, giải thưởng ngày hôm nay là một vinh dự và những cái tình cảm rất lớn của khán giả đặt vào các bạn. Xin mời, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin mời Dương Triệu Vũ, Vĩnh Thiên Kim hãy có đôi lời chia sẻ tình cảm của mình ngay bây giờ. Xin mời. Xin cảm ơn anh Đinh Trung Cẩn và xin được cảm ơn Cao Thùy Dương. Thật sự hôm nay khi mà Kim được đứng trên đây và trên tay nhận chiếc cúp này thì lời nói đầu tiên Kim xin cảm ơn Dinh MA3 đã tạo điều kiện cho Kim có sân chơi hữu ích để được gần với khán giả và các bạn hơn. Và lời nói chân thành, Kim xin cảm ơn đến các fan hâm mộ trong thời gian qua đã theo dõi Kim và ủng hộ cho Kim để Kim có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dương Triệu Vũ xin thân ái kính chào quý vị. Vũ rất biết ơn những ai đã bình chọn cho Vũ, cho Vũ có cơ hội. Đây coi như là một cái sự khởi đầu của cái sự nghiệp của Vũ tại ngay quê hương của mình. Xin cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc quý vị có một đêm thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Vâng. Một lần nữa chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và Hoa hậu Á hậu Cao Thùy Dương sẽ cùng tiến ra đây để trao cái vòng hoa chiến thắng đến cho hai nhân vật đặc biệt ngày hôm nay đã nhận được giải thưởng ạ. Vâng, xin được chúc mừng Dương Triệu Vũ và Vĩnh Thuyên Kim.